Chào các em, chúng ta giải vòng số 7 Willumbic của khối lớp 7. Quả thực là thầy cũng không nhớ là hôm nay là cái ngày mở vòng số 7, cho nên thầy làm nó hơi muộn xíu, các em thông cảm nha. Và trước khi giải vòng này thì thầy cũng rất là cảm ơn nhiều em học sinh ở khắp các cái tỉnh thành trên toàn quốc đã rất là nhiệt tình tham gia cái khóa học mở đầu luyện thi Vinbic trên mạng V71 của thầy. Đó là một niềm động viên lớn lao ha, giúp cho kiến thức được lan tỏa thêm. Sắp tới thầy sẽ mở thêm nhiều khóa học khác giúp các em nâng cao kiến thức toán học và kỹ năng giải Vinbic và kỹ năng giải toán học nói chung. Và hy vọng chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều cho tới hè lớp 8, lớp 9, thi lên lớp 10, vân vân. Vòng thi đầu tiên chọn hai ô bằng nhau. Rồi, như thường lệ ta chuẩn bị một cái tờ nháp để lưu kết quả các em. Rồi. Bài đầu tiên nhìn cái dấu của nó không rõ nha. Rồi, nếu dấu nhìn không rõ thì các em ấn con chuột, các em lăn phóng to lên ha. Rồi, giờ thì quá rõ rồi. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức D. Đây là một bài tập mẫu có trong khóa học V71 mà thầy đã dạy cho các em. Cho nên là việc giải này trở nên rất là đơn giản các em nhé. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức này sẽ bằng âm 5. Còn tại sao bằng âm 5? Thì đối với những em mà chưa có học cái khóa học V71 đó thì thầy cũng giải nhanh như sau. Thầy có x mũ 2 thì luôn luôn lớn hơn hoặc tồi nhất là bằng 0, bé nhất bằng 0, ngoài ra là lớn hơn 0. Như vậy x mũ 2 cộng cho 1 thì luôn luôn lớn hơn hoặc bé nhất, tồi nhất là bằng 1. Hãy nhớ điều đó. Người ta còn nói giá trị nhỏ nhất của x mũ 2 cộng 1 là sẽ bằng 1 đó các em. Đạt được khi x mũ 2 bằng 0. Không? Lúc đó x mũ 2 cộng 1 sẽ đạt giá trị nhỏ nhất là 1. Bây giờ trở lại, thầy có một phân số ở trên là 3, ở dưới là x mũ 2 cộng 1. Một phân số có tử là 3 không thay đổi rồi, còn mẫu là x mũ 2 cộng 1 là luôn luôn lớn hơn hoặc bé nhất bằng 1. Như vậy là lớn hơn 0 với số dương. Thì mẫu càng lớn thì phân số này sẽ càng nhỏ đi. Và ngược lại, mẫu mà càng nhỏ thì phân số này sẽ càng càng lớn em. Đó. Thì các em cứ ba cái bánh chia cho ba người với lại ba cái bánh chia cho hai người, thì cái tình huống ba cái bánh chia cho hai người thì mỗi người sẽ được lớn hơn, đúng không? Đó. Như vậy là cái này sẽ lớn nhất. Để chỉnh cái phông chữ lại các em nhé. Phông chữ thầy chỉnh vanity time. Rồi. Rồi. Ở trong miền Nam này thì hay dùng phông chữ Vinny Time các em nhé. Cái này sẽ lớn nhất khi khi x mũ 2 cộng 1 là bé nhất.
Cái này lớn nhất khi x mũ 2 cộng 1 bé nhất. Suy ra là x mũ 2 cộng 1 lúc đó sẽ bằng 1. Thì như trên này thầy nói là bé nhất là bằng 1 rồi ha. Mà cái này lớn nhất thì suy ra gắn dấu trừ vô nó lại bé nhất kìa. Đây nhé, cái này các em biết ha, một số dương lớn nhất thì gắn dấu trừ vô thì nó lại nhỏ nhất. Ví dụ nè, giờ thầy có 5 thì lớn hơn 2, nhưng mà khi thầy gắn dấu trừ vô trước 5 và trước 2 thì âm 5 lại nhỏ hơn âm 2, thấy không? Vậy càng lớn gắn dấu trừ vô nó sẽ càng nhỏ. Như vậy các em hiểu chỗ này rồi gì? Ta muốn trừ 3, dấu trừ ở đây ta có thể đẩy lên tử luôn cũng được này các con. Ta muốn cái này bé nhất thì 3 trên x mũ 2 cộng 1 phải lớn nhất. Mà 3 trên x mũ 2 cộng 1 muốn lớn nhất á, thì x mũ 2 cộng 1 là phải bé nhất. Như nãy thầy giảng, các em phải tu tới tu lui nghe thầy giảng chứ đừng có lướt lướt. Các em lướt lướt rồi các em lấy đáp án đúng thôi, rồi sau này là cái kiến thức đó nó không có động lại trong đầu các em đâu ha. Các em phải nghe thầy giảng lại từ khúc trên này xuống nè, các em mới hiểu được. Bây giờ thầy sắp xếp lại bài giải này một chút nghe. Thầy sắp xếp lại bài giải này một chút, thầy đưa cái này lên này. Đó. Rồi thầy đưa cái này lên vị trí thứ nhì. Đó. Rồi giờ ta cùng điểm lại cái quá trình trình bày bài giải nè. Cái trừ 3 trên x mũ 2 cộng 1 sẽ bé nhất khi bỏ dấu trừ đi nó lớn nhất. À, mà cái này lớn nhất khi x mũ 2 cộng 1 là bé nhất. Đó. Mà x mũ 2 cộng 1 bé nhất thì nó sẽ bằng 1. Tại vì trên này thầy đã chuẩn bị sẵn điều đó. À, thì tóm lại x mũ 2 cộng 1 bé nhất là bằng 1. Thì lúc đó là cái anh này sẽ là bé nhất. Lúc đó là trừ 3 chia 1 là trừ 3, trừ 2 nữa thành trừ 5 ha. Phải hiểu em nhé, chứ đừng có làm lụi. Nhiều em cứ cho x bằng 0 làm lụi vô là không có tồn tại lâu đâu. Mất nhiều thời gian quá. Rồi bài này thì ta sẽ giải bằng kỹ thuật tìm x. Thầy đã dạy trong khóa học V71. Rồi kết quả nó sẽ ra là hai phẩy năm kìa. Còn ở trên trường thì các em lấy hai số hàng trong nhân nhau chia cho số hàng ngoài nha. Ở trường chúng ta làm theo cái cách đã học, đó là 0,2x, đó là số hàng ngoài. 0,2x là số hàng ngoài này, tức là ngoài tỷ đó, thì nó sẽ bằng tích hai số hàng trong là trừ 3. Cái này có dấu trừ kìa. Không, không phải, cái này không phải tỷ lệ thức. Cái này không phải là một tỷ lệ thức. Vậy ta giải theo kỹ thuật bình thường ha. Giải theo bài toán tìm x bình thường ha. Các em tự giải thôi. Các em tính cái bên trái dấu bằng trước nè. 4 chia cho 0,5 mà trừ cho 3 thì nó bằng 5 nha. Rồi bên này là 2,5 chia cho 0,2x nè. Từ đây các em coi 0,2x như là một số chưa biết, mà đúng nó chưa biết thật. 0,2x đó là số chia. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia cho thương. Như vậy là gì? Như vậy là 0,2x đó nó sẽ bằng 0,5. Rồi từ đây các em suy ra là x sẽ bằng 0,5 chia cho 0,2. Thì nó cũng coi như là 5 chia 2 là bằng 2,5 ha. Thời gian còn lâu. 2,5. Bài dưới các em chia ra số phần cho dễ so sánh. 62 chia cho 55 thì được là 1,1 chu kỳ 27.
Đó, giờ nó giống bên này rồi nè, nó giống bên này nè. Ừ, kệ, thôi mình đánh lần luôn. Trừ 5 rồi trừ 0,4 09. Ở trong khóa học V71 thầy có dạy rất kỹ về số số thập phân chu kỳ các em nhé. Mọi bí quyết, mọi thủ thuật của trong khóa học đó về số chu kỳ là các em có thể dùng tới lớp 12 luôn á. Rồi đây thầy có 18. Giá trị lớn nhất. Đây cũng là một bài mẫu ở trong khóa học V71 ha. Giờ ta cùng nhắc lại. Một lần nữa thầy nhắc lại, muốn tham gia khóa học V71 thì các em vào trang web buiongluon.wordpress.com, nhấp vào dòng khai giảng các khóa luyện thi, chọn khóa học V71. Học phí cho toàn khóa học chỉ là 100.000 đồng ha. Và những kiến thức các em học được trong khóa học nó sẽ đi xuyên suốt với chúng ta trong 19 vòng thi. Và sau này nó có thể tận dụng ở cái thi VMBID lớp 8 và lớp 9 nữa. Ta trở lại bài. Giá trị lớn nhất. Bây giờ cái này những em mà chưa tham gia khóa học V71 thì hơi khó hiểu, sẽ làm rất là chậm. Bây giờ thầy giảng cho kỹ luôn ha. Bài đó có lẽ là bài khó nhất đó. Giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của y trừ 1 thì luôn luôn lớn hơn bằng 0. Kết quả tính giá trị tuyệt đối luôn luôn lớn hơn bằng 0. Suy ra trừ của giá trị tuyệt đối đó. Gắn dấu trừ vô thì lại luôn luôn bé hơn bằng 0 nhé. Thì cái này dương gắn trừ vô thành âm, còn cái này bằng 0 gắn trừ vô thì vẫn bằng 0 thôi. Hoặc là khỏi cần cái này cũng được các em ạ. Giá trị đối của y trừ 1 coi như một số luôn luôn lớn hơn hoặc bé như bằng 0. Như vậy đem 6, đem 6 mà trừ cho cái này. Số 6 mà trừ đi cái này thì nó sẽ luôn luôn là bé hơn hoặc là bằng 6. Tại sao vậy? Nếu cái này là số dương thì 6 bị trừ đi một lượng dương thì kết quả thu được nó sẽ còn lại là bé hơn 6. Đó. Còn nếu cái anh này thấp nhất là bằng 0 thì 6 trừ 0 là bằng 6. Như vậy là 6 trừ cho cái đó thì luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 6. Lúc đó thầy nhắc lại, số 6 bị trừ đi một số nào đó dương thì kết quả thu được sẽ còn lại là nhỏ hơn 6. Và trong trường hợp số 6 mà đem trừ cho cái số 0 thì nó vẫn còn bằng 6 như cũ, nguyên vẹn, không có bị mất gì thêm ha. Vậy là y trừ 1 là số dương hoặc là số 0 nè. Thì lúc đó 6 trừ đi y trừ 1 á, kết quả thu được sẽ nhỏ hơn 6 hoặc là bằng 6. Và người ta còn nói 6 trừ giá trị tuyệt đối y trừ 1 luôn luôn nhỏ bằng 6, tức là nó cao nhất là bằng 6 ha, hay là lớn nhất là bằng 6. Thầy dùng lời cho nó càng dễ hiểu nè. Lớn nhất sẽ bằng 6. Từ đó suy ra 3 nhân cho anh bạn này lớn nhất sẽ bằng 18. Gì nữa? Lớn nhất sẽ bằng 18. Thì cái ngoặc đơn này lớn nhất là bằng 6, thì lúc đó 6 nhân 3 là lớn nhất là bằng 18. Rồi tiếp tục. Tạm quên cái chuyện đó. Các em chú ý chuyện khác. X trừ 2 tất cả mũ 2 thì luôn luôn lớn hơn bằng 0. Một số nào đó lúc đem bình phương lên thì luôn luôn dương hoặc là bé nhất là bằng 0. Những cái kỹ thuật này là ở trong khóa học V71 thì nói kỹ lắm nha. Nếu các em thích thì cứ tham gia ha. Còn không thì ráng nghe những cái lời thầy giảng, các em cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng mà trong đó nó có hệ thống các ví dụ rất là bài bản. Rồi tiếp tục.
X trừ 2 luôn luôn là lớn hơn 0 hoặc tồi nhất là bằng 0. Bây giờ thầy lấy cái này đưa xuống, trừ cho cái này. Và trước khi nói chuyện với thằng đó thì thầy nói về A và B là, giờ A và B là những số dương này, rồi thầy muốn A trừ B là lớn nhất. Muốn A trừ B lớn nhất khi nào? A trừ B lớn nhất khi A lớn nhất và B nhỏ nhất. A càng lớn càng tốt và B càng nhỏ càng tốt, thì lúc đó A trừ B sẽ là lớn nhất. Ngẫm nghĩ lời thầy giảng nha, tu tới tu lui sẽ hiểu thôi. Và ở đây ta đang gặp hiện tượng đó nè. 3 nhân ngoặc đơn này là coi như A trên này, còn x trừ 2 bình là coi như là B trên này nè. Như vậy cái hiệu này trừ nhau sẽ lớn nhất, lớn nhất khi cái 3 nhân cho cái ngoặc đơn 6 giá trị đối, trừ giá trị đối này là lớn nhất ha. Vậy là lớn nhất khi cái này lớn nhất, khi cái này lớn nhất. Lớn nhất người ta gọi là max, và cái này nhỏ nhất, nhỏ nhất người ta gọi là min. Rồi các em coi cái này lớn nhất bằng mấy, lớn nhất bằng mấy? Trên này thì nói rồi bằng 18 ha. Còn dưới này nhỏ nhất là bằng mấy? Nhỏ nhất là bằng 0 nè. X trừ 2 tất cả mũ 2 thì luôn luôn lớn hơn, hoặc tồi nhất là bằng 0. Như vậy cái hiệu này là lớn nhất là bằng 18 nha nha. Lúc đó là số bị trừ bằng 18, còn số trừ là bằng 0. Thì anh là 18. Hơi khó hiểu em nha. Hãy tham gia khóa học V71 để nâng cao trình độ. Rồi giờ trừ 9 phần 12, 9 phần 22. Trừ 9 phần 12 đổi số phần đi, là trừ 0,4 chu kỳ 0,9. Ở trên kia có nó rồi kìa ha. Để tiếp tục 5/2 là 2,5 kìa. Rồi giờ các em chọn những số bằng nhau thì đó là chuyện của các em rồi đúng không? Này đi với 2,5, trừ 4,09 đi với trừ 4,09. Rồi cái này đi với cái này, 18 đi với 18, và trừ 5 thì đi với trừ 5. Các em đừng có ham lướt lướt để lấy điểm cao cho oai các em nhé. Các em phải dừng lại ngẫm nghĩ nghe thầy giảng, đó mới là cái đáng quý các em nhé. Học là học mấy cái đó, chứ không phải là đi ngó đáp án đúng rồi mình nhấp vô, nhấp chọn vô đâu. Để oai với ai đâu. Tới hồi đi thi các em không hiểu bài này các em rớt á. Phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Cái này thì các em lấy máy tính các em chia cũng được, không có gì là ghê gớm cả. Phân số viết được dưới dạng thập phân hữu hạn thì các em lấy máy tính chia thôi. 7 chia 3 là nó ra chu kỳ nè, 13 chia 11 là ra chu kỳ nè, 12 chia 15 là ra dừng lại hữu hạn 0,8 này. Còn ở trên lớp là chúng ta nhìn các cái mẫu á, sau khi các phân số tối giản mà mẫu nó có một cái ước nguyên tố nào đó khác 2 và 5 thì nó sẽ thành số thập phân vô hạn tuần hoàn. Còn nếu nó không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì nó sẽ là số phân hữu hạn. Tập hợp các số nguyên tố có một chữ số, các em lấy em thử vô thôi, gì đâu khó khăn không. N hằng 2 thử đi, 7 trên 5 nhân 2 là 7 chia 10 á là ra 0,7 là thành số phân hữu hạn rồi, để bỏ chuyển qua số 3
5 3 15 kém lấy 7 chia 15. 7 chia 15 là ra số phân chu kỳ, tức là số phân vô hạn tuần hoàn đó. Vậy số 3 là được. Số 3 lấy nha. Giờ tới số 5. Vậy kém lấy 7 chia cho 25. Nó ra số phân hữu hạn, vậy bỏ đi. Lấy số 7. 7 rút với 7 ra 1/5 luôn. 1/5 là 0.2. Là số phân hữu hạn, bỏ luôn. Hết rồi. Hết số nguyên tố để thay vô rồi. Số nguyên tố có một chữ số để A lớn này là số phân vô hạn tuần hoàn, vậy chỉ có số 3 thôi Kim nhé. Rồi. Bài này nếu các em dùng kỹ thuật giải hàng loạt ở trong khóa học V71 thì mình xong rất nhanh ha. Còn ở đây thầy sẽ ưu tiên giải bằng phương pháp biến đổi toán học. Đầu tiên là thầy ghi lại cái đề đó. Giá trị tuyệt đối rồi cộng giá trị tuyệt đối tùm lum tùm la trong này nữa. X trừ cho 12.2 rồi cộng cho giá trị tuyệt đối của x trừ cho 22.6 bằng 10. Bây giờ các em coi cả cái anh bạn trong giá trị tuyệt đối này nè. Trong cái giá trị đối mẹ nó có hai cái giá trị đối con cộng lại đúng không? Thì các em coi tổng của hai cái giá trị đối con á là một số bình thường thôi. Thì số đó có kết quả tính giá trị tuyệt đối bằng 10. Vậy số đó phải bằng cộng hoặc là trừ 10. Số 10 tính giá trị đối ra 10 mà số âm 10 chính trị đối cũng ra 10. Như vậy là cái anh tổng hai giá trị đối con đó là sẽ bằng 10 hoặc trừ 10. Nhưng mà các em nghĩ kỹ đi nha. Thì các em thấy giá trị đối thấp nhất là bằng 0. Giá trị đối này thấp nhất cũng bằng 0. Như vậy hai số thấp nhất là bằng 0, ngoài ra là lớn hơn 0, cộng lại thì không thể nào ra âm 10 được. Như vậy là chỉ ra dương 10 mà thôi. Chỉ có thể ra dương 10 mà thôi. Rồi, bây giờ giải bài này cũng là đau đớn lắm. Đối với bọn lớp 7 như các em á, mà giải bài này thì tôi nói là khó lắm. Khó lắm nha. Không có giải được đâu. Nếu mà học sinh bình thường ở trên lớp các em không giải nổi đâu. Nhưng mà nếu các em đã được thầy phân tích kỹ cái kiến thức về giá trị tuyệt đối ở trong khóa học V71 thì các em sẽ thấy bài toán nó như thế này nè. Giá trị tuyệt đối của A cộng cho giá trị tuyệt đối của B thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của A cộng B. Hãy nhớ điều đó. Áp dụng ha. Cái lối này xuống. Giá trị tuyệt đối của x trừ 22.6 thì thầy ghi là 22.6 trừ x cũng được. Giá trị tuyệt đối của x trừ 22.6 thì cũng bằng giá trị tuyệt đối của 22.6 trừ x thôi. Thì các em cứ thử đi. Giá trị tuyệt đối của 5 trừ 3 nè thì nó cũng bằng giá trị tuyệt đối của 3 trừ 5 thôi. Đúng không? 5 trừ 3 bằng 2 mà 3 trừ 5 là bằng âm 2 thì giá trị đối 2 với lại giá trị đối âm 2 thì cũng bằng nhau thôi. Đó. Bây giờ thầy coi cái này là A lớn, còn cái này là B lớn, thì cộng hai giá trị đối đó nó sẽ lớn hơn bằng giá trị đối của A cộng B, tức là x trừ 12.2 rồi cộng cho 22.6 trừ cho x. Vậy thôi. Như vậy là bây giờ cái này nó sẽ lớn hơn bằng cái gì? Giờ các em tính này đi. X này đem trừ cho cái này, cộng cho cái này thì nó sẽ bằng cái gì?
x trừ cho 12,2 rồi lại cộng cho 22,6. Vậy bù qua sức lại cuối cùng là coi như là x được cộng cho 10,4. Em đồng ý không? Trừ 12,2 rồi lại được bù lại 22,6. Vậy coi như là so với cái x ban đầu thì nó được bù là 10,4. Rồi sau đó lại trừ x. Đó. X cộng 10,4 rồi lại trừ đi x, vậy cuối cùng nó bằng 10,4 thôi. Mà 10,4 trị tuyệt đối thì cũng bằng 10,4 thôi. Các em phải ngồi các em ngẫm nghĩ nha các em nhé. Lúc thầy giảng các em ngồi các em ngẫm nghĩ từng lời thầy giảng các em sẽ hiểu thôi. Chứ các em đừng có lướt 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 qua rồi các em chọn đáp án đúng theo bắt chước thầy, nó chả giải quyết được vấn đề gì hết. Mà sau này đi thi các em có làm được mấy bài tương tự vậy đâu ha. Vậy các em thấy là các anh bạn tổng hai giá trị đối này thì luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 10,4. Tức là bét nhất là nó bằng 10,4, ngoài ra nó sẽ lớn hơn 10,4. Còn trên này người ta lại đòi nó bằng 10 thì đây là chuyện không thể xảy ra rồi. Bởi vì nó tồi nhất là bằng 10,4 mà, không thể thấp hơn được nữa. Mà trên này là đòi bằng 10, điều đó không thể xảy ra. Tức là không thể nào tìm được ít để xảy ra cái điều là tổng hai giá trị đối này bằng 10 đâu các em. Số các giá trị x thỏa mãn điều này là không có ha, là không có. Phân số nào viết được dưới dạng thập phân vô hạn? Kiểm lấy máy tính chia rồi. 12 chia 19 là số thập phân vô hạn. Trúng luôn, ngay này trúng luôn nha. Như vậy ta chọn nó luôn như suy nghĩ gì nữa ha. Vô hạn. Rồi, lại cái bài khó khó xơi này mới ghê. Bài này thì nếu các em học khóa V71 thì nó rất là xong, xong rất là nhanh. Còn bây giờ ta giải theo biến đổi toán học sẽ như thế nào? Cũng giống như bài nãy kìa. Giống bài nãy. Giá trị tuyệt đối của x trừ 1 nhân cho 2 là thầy coi như là giá trị tuyệt đối của 2x, 2 nhân x trừ 1 đi ha, thầy đã vô trong luôn, rồi trừ cho giá trị tuyệt đối của 2x trừ 5. Thì nó cũng bằng là giá trị tuyệt đối dùng tính chất phân phối kem nhân 2x trừ 1 ha, thì nó sẽ bằng là 2x trừ 2. Ủa, này dấu cộng mà. Này dấu cộng mà. Rồi tôi xin lỗi các em. Cộng tôi bỏ đi. Chà, cái này lớp 7 mà bắt em làm này cũng hơi căng đó nha. Hiểu. Hiểu hai giá trị tuyệt đối mà. Nếu dùng kỹ thuật thầy dạy trong khóa học V71 thử ra nó ra bao nhiêu. Vậy nó ra một số là bằng 10. Ủa sao lại ra 10 được ta? Trong đáp án đâu có 10 đâu. À có. Này đáp án này kìa mà. Lớn hơn bằng 5/2. Rồi. Bây giờ các em sẽ học thêm một cái hàm thức, một cái công thức nữa. Đó là giá trị tuyệt đối của A trừ cho giá trị tuyệt đối của B thì luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của A trừ B. Như vậy là giá trị tuyệt đối của 2
nhân x trừ 2. Ở đây thì nhân vô luôn nè, nhân phân phối vô luôn, 2 nhân x trừ 2 nhân 1 là 2 trừ 2 đó. Và trừ cho giá trị tuyệt đối của 2x trừ 5 thì nó nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của 2x trừ 2 rồi trừ cho 2x trừ 5. Và cái này như nãy thầy hướng dẫn các em rồi thì nó sẽ bằng gì? Nó sẽ ra là giá trị tuyệt đối của 2x trừ 2 rồi trừ cho 2x thì được bao nhiêu, cộng cho 5. 2x rồi trừ 2 rồi trừ 2x rồi là cộng 5. Đó, vậy cuối cùng nó sẽ bằng là 33 cái bằng 3. Bằng 3. Như vậy luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng 3. Học thuộc công thức này các em nhé. Sắp tới những khóa học tới thầy sẽ hướng dẫn kỹ thêm về cái bức định thức này. Cái này người ta gọi là một bức định thức. Rồi. Cái hiệu hai giá tuyệt đối này thì luôn luôn nhỏ hơn bằng 3. Và dấu bằng xảy ra khi x trừ 1 nhân cho 2x trừ 5 là lớn hơn hoặc bằng 0. Vậy cuối cùng đáp án của chúng ta là lớn hơn bằng 5/2. Chắc có lẽ cuối cái clip này thầy sẽ hướng dẫn thêm về cái bài này nha. Giờ ta lưu cái bài này lại để hồi thầy sửa. Chứ giờ không có thời gian, còn có 6 phút nữa mà còn tới mấy câu lận. Cuối clip này thầy sẽ sửa kỹ cái bài đó. Rồi, cuối clip thầy sửa cho em nha. Bây giờ mình giải tiếp đi. Tại sao là đáp án đó thì cuối clip thầy hướng dẫn cho. Tiếp tục, 4 đường thẳng MNPQ, M với N vuông góc, 2 đường thẳng N với P vuông góc, N với P lại vuông góc, MN cũng vuông góc. Kết luận đúng sẽ là gì? MN vuông góc, NP cũng vuông góc. Không nói gì tới Q à? Thì cho Q làm gì trời? Q đâu không nói gì hết. Vậy là M cho 4 đường thẳng phân biệt MNPQ, 2 đường thẳng MN vuông góc với nhau, NP vuông góc với nhau. Như vậy là M với P là phải song song rồi. Q người ta đâu nói gì đâu trời. Quy người ta không nói gì hết rồi sao làm? Không cho dữ kiện gì về quy hết à. Vậy là đề sai rồi các em. Giờ mình phịa thêm đề đi. Ý người ta là MN vuông góc với nhau, rồi NP vuông góc với nhau. Vậy chắc là PQ vuông góc với nhau nữa rồi. Còn sai thì chấp nhận các em nhé. Xui thôi, đề sai thì chịu thôi. Giờ đáp án nào là đúng? P song song Q, phải bỏ M vuông góc Q, M vuông góc Q đúng nè, P cũng vuông góc Q luôn. Vậy đáp án này, ồ, mình đoán lụi hay làm thầy bói được ha. Cặp số có cùng mẫu số khi viết được dưới dạng phân, cặp số có cùng mẫu số khi viết dưới dạng phân số tối giản là. Cái này các em dùng kỹ thuật thầy dạy trong khóa học V71 để giải các em nhé. 2 0, chu kỳ 6 là mẫu là 15. Cái này mẫu 15 nè. Rồi 2
phẩy 8 chu kỳ 3 thì mẫu là 6. Cái này mẫu là 6 width. Bên này mẫu 2,0 chu kỳ 3, mẫu là 30, này là 2,7 chu kỳ 3, mẫu là 15 foot. Như vậy cái này 2,1 chu kỳ 6, mẫu là 6, rồi 2,8 chu kỳ 3, mẫu là 6. Vậy cái này là hai này mẫu là giống nhau, là mẫu bằng 6. Tiếp tục, một trường trung học có 6,7 tỷ lệ với 12 và 11. A là 12 phần, B là 11 phần. 7, 8 là tỷ lệ với 11, tỷ lệ với 5 và 6. Rồi khối 8, 9 là tỷ lệ với 11, C 11, D 13, D 13. Như vậy là bắt cầu nè, nhân 5, nhân 11, nhân 11. Vậy ta có A phần 60 bằng B phần 55 bằng C phần 66. Ở đây nhân 6 luôn, 6 luôn là bằng D phần 13 nhân 6 bằng 78. Cộng lại 60 cộng 55 cộng 66 cộng 78, 259 phần. 259 mình lấy 518 chia 259 là mỗi phần là 2. Vậy số học sinh khối 6 sẽ là 120 em kìa. 120 em nhé. Từ giả thiết các em sẽ suy ra là A B C D là số học sinh khối 6 7 8 9 thì A là 60 phần, B là 55 phần, C là 66 phần, D là 78 phần. Cuối clip này thầy sẽ hướng dẫn bài này ha. Giờ hết thời gian rồi. Cặp số lại có cùng mẫu số nữa, 1, chu kỳ 72 thử coi. Mẫu là 11, rồi 2, chu kỳ 27. Ồ, mẫu là 11 luôn, đây, anh này. Còn một câu nữa. Cho góc XOY bằng 50 độ, Y trên TOX trên nửa mặt phẳng bờ là TOX chứa TOX OI kẻ TIM trên nửa mặt phẳng in trên nửa mặt phẳng bờ OI chứa TOI kẻ IM song song OI. Rồi kẻ IN vuông góc OI. Các em vẽ hình ra đi. Cắt OI tại H. Từ H kẻ HT song song với OI. Cắt IM tại K. Số đo của góc HKI. 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 HKI 50 độ luôn kìa. 50 độ. Thầy sẽ giải lại bài này ở cuối clip các em nhé. Cuối clip các em đón xem. Đề khó lắm. Không có dễ đâu. Cuối clip, cuối clip này thầy sẽ giải hai bài đó. À ba bài chứ, có một bài học sinh nữa. Có bài học sinh nữa. Vượt chướng ngại vật. Lấy máy tính thử thôi. 12 chia cho 39 ra số phân chu kỳ rồi. 12 chia cho 35 số phân chu kỳ luôn. 12 chia 27 chu kỳ luôn. 12 chia 24 là bằng 1 phần 2 là bằng 0,5 đó. Phân số viết được dưới dạng số phân hữu hạn là 12 phần 24. Dễ quá. Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn thì các em cứ thử đi.
Thầy đoán là 15 phần 35. Đúng luôn. 15 phần 35 nó sẽ ra thập phân vô hạn tuần hoàn. Cho góc BAS bằng 50 độ. Vẽ hình thử. B này, A này, X này, 50 độ. Từ B kẻ BI song song là S. Rồi kẻ BC vuông góc với AB. C nằm trên AS. Góc ACB thì bằng 40 độ. Thầy vẽ cái hình như các em coi này. Thời gian còn thoải mái. Rồi góc BAS 50 độ ha. Đó, BAS là như thế. Chỗ này 50 độ nè. Đây là 10. Từ B thầy kẻ đường BI, kẻ BI song song với AS. Đây là BI. Rồi cũng từ B thầy kẻ BC vuông góc với AB. Rồi cái đường vuông góc thầy vừa kẻ ra là BC đó, thì C nó lại nằm ở trên trên AS. Bây giờ các em thấy góc ACB là, ACB là cái góc này, thì góc đó là ghép vô tam giác ABC nè. Tam giác ABC vuông ở B rồi thì tổng hai góc nhọn bằng 90, mà đây 50 rồi thì góc nội bên cạnh sẽ chiếm là 40 độ thôi chứ gì đâu, không 40 quá dễ. Chỉ sợ mình vẽ hình trật thôi. Rồi cái này chúng ta dùng kỹ thuật thầy dạy ở trong khóa học V71. Tính luôn. Không phẩy 13 đem cộng cho 1,77 à bằng 21/11 kìa. Bên trái là ra 21/11, còn bên phải là 2 trừ cho 1/10 là bằng 19/10. Giờ bên nào hơn bên nào thua, thì muốn biết bên nào hơn bên nào thua các em lập cái hiệu đi. Rồi nó ra dương. Vậy phe này hơi lớn hơn. Còn không thì đi quy đồng mẫu, so sánh tử. Nếu thích thì quy đồng tử, so sánh mẫu cũng được, tùy các em ha. Cái này nội dung khoa học V71 thì nói kỹ rồi. Lại cái loại này. Ta làm nhanh luôn. 0,3 chu kỳ nhân cho 9. Rồi 0,3 chu kỳ nè, nhân cho 9 nè. 1,2 chu kỳ nè, nhân cho 5/2. Rồi nhỏ hơn nha. Chắc em thắc mắc thầy làm sao mà nhanh dữ vậy không. Thì cứ tham gia khóa học V71 đi là sẽ hiểu thôi. Còn bây giờ thầy cũng tranh thủ thời gian nhiều, thầy hướng dẫn các em luôn. 0,3 chu kỳ á, nhân cho 9 á, thì nó bằng 3/9.
nhân cho 9. Vậy vậy nó sẽ thành 3 ha. Còn 1,2 chu kỳ nhân cho 5/2 thì thầy sẽ đổi nè, 1,2 chu kỳ là bằng 1/2 thì nhân cho 5/2. Vậy thôi, 1/2 thì bằng 11/9 nhân 5/2, vậy bằng là 55/18. Trên này tôi quy lòng 3/1 là bằng 54/18. Như vậy 54 thì phải nhỏ hơn 55 rồi. Giờ hiểu chưa? Mấy trò nhớ nè, 0,1 chu kỳ á là nó sẽ bằng là 1/9 à. 0,01 chu kỳ á thì nó bằng 1/99. Rồi 0,001 chu kỳ thì bằng 1/999. Hãy nhớ điều đó cho tôi, thì lúc làm việc nó sẽ nhẹ nhàng lắm. Ví dụ 0,4 nè, 0,4 chu kỳ nè là bằng 4/9 nè. Còn nó tối giản rồi thì cảm ơn, còn nó chưa tối giản thì mình rút gọn. Và tương tự nè, 0,45 chu kỳ chẳng hạn thì nó sẽ bằng là 45/99. Bây giờ cái tối giản thôi, chia cho 9 được 5/11 ha. Còn những trường hợp mà đằng trước dấu phẩy thập phân không phải là số 0 thì mình đổi là hỗn số thôi. Ví dụ 2,18 này, chu kỳ này, thì các em giữ nguyên số 2, các em đổi cái phần 18 chu kỳ là thành 18/99 thôi. Vậy là nó bằng 2/11, tức là bằng 24/11. Rồi lúc đó lấy cái phân số này đi làm việc gì đó thì làm. Mà mấy cái này ở trong khoa học V71 thầy còn nói kỹ hơn nữa các em nhé. Vô đó mà xem. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bài thi. Hẹn gặp lại các em ở nick số 2. Tham gia khóa học V71. Nếu có hứng thú các em nhé, liên lạc với thầy theo số điện thoại này, hoặc Gmail này, hoặc là Facebook tùy các em. Thầy không thích Facebook lắm. Facebook mà nó có nhiều chuyện tiêu cực lắm ha. Nhớ học phí không phải là một tháng đâu các em nhé, học phí là toàn khóa học. Sắp tới thầy sẽ mở các khóa học V72, V73 để luyện những cái vấn đề mà cần thiết cho các em nữa. Tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở nick sau.